Hello cả nhà. Thì cũng như thường lệ, lời nói đầu tiên em xin kính chào tất cả quý vị khán giả, quý bà con, cô chú bác, quý anh chị, bạn bè gần xa, chị em bà con anh ở bên ngoài, chị em ở trong nhà, chị em ở ngoài luôn ha. Em xin kính chúc tất cả mọi người lúc nào cũng gặp nhiều điều may mắn, sức khỏe dồi dào, thân tâm thì luôn an lạc nhé cả nhà. Cả nhà ơi, không có đeo mắt kính đó, cái mắt nhìn không có rõ. Thiệt, giờ con mắt em nó bị nặng lắm rồi. Thì hôm nay á cả nhà, hôm nay là cái ngày thứ 14 mà em đã cách ly nha cả nhà. Thì hôm nay là cái ngày mà đi tái khám lại, nói chung là mình đi check á cả nhà, đi check lại coi nó như thế nào rồi người ta sẽ cho em tự do nghe cả nhà. Người ta sẽ cho em tự do nếu mà mình không có bị dương tính. Ủa lộn, nếu mà mình bị âm tính á, thì người ta sẽ cho mình tự do, còn nếu mà mình dương tính chắc người ta hốt mình. nó lộn cả nhà. Thì nói chung á, thì cái sự với cả nhà là trong 14 ngày qua bị cách ly á, là em sắp sửa bị trầm cảm rồi đó cả nhà. Nó rất là buồn luôn, tại vì không có bước ra khỏi cái phòng của em luôn á cả nhà. Mà trời ơi, trong phòng này em nói thật sự với cả nhà, bây giờ trời nó nóng dữ lắm mà mình không có bước ra khỏi phòng á, mà cái cửa phòng này của em ở chỗ này là cái cửa phòng ngay cả nhà, mà nó bị đóng lại rồi thì ở bên ngoài á là gió nó không có vô được. Rồi đeo kính vô có tự nhiên thấy rõ nè, thấy rõ là thấy cái camera hình như nó bị méo méo, cho nó méo luôn đi. Không sao, méo chỗ méo luôn đi. Thì cái chỗ này là cả nhà bị đóng lại rồi thì gió nó không có đi vô được, giống như là nó bị chặn lại rồi đó cả nhà. Thì rất là nóng luôn, trong này nóng lực mà em nói thật sự với cả nhà, giống như là mình bị thôi thốt vậy. Nó nóng, rất là nóng. Thì hôm nay cũng là cái ngày thứ 14 rồi, bắt đầu mình giống như là mình sắp sửa mình được tự do đó cả nhà. Cái người mà nó cũng có mùa xuân chút xíu rồi, quay clip luôn, sẵn đây rồi quay một cái clip luôn. Thì hôm nay em sẽ cho cả nhà xem cái phòng mà cách ly của em như thế nào nghe, và trong 14 ngày qua thì em đã làm cái gì nghe cả nhà đó. Thì trời ơi, 14 ngày qua chứ cái mặt thì nó cũng không có ốm định ký nào hết trơn, nó vẫn nọng là nọng nghe cả nhà. ăn xong rồi nằm đó cả nhà, rất là buồn luôn, buồn mình cho nó chán như lắm, chán luôn. Thì hôm nay là giống như là mình đi check lại rồi, nếu mà mình ok á thì người ta sẽ cho mình là tự do, còn nếu mà không thì người ta sẽ nhốt mình tiếp. Thì nói chung thật sự mà cái cảm giác mà bị cách ly á cả nhà rất là buồn chán luôn. Cũng hơn á là trong phòng của em á là có đầy đủ máy tính, tivi, điện thoại, rồi internet, nói chung là mình chơi thoải mái. Nhưng mà em nói thật sự với cả nhà, mình cứ ăn xong rồi suốt ngày mình cứ lên mạng, trời ơi, mà em nói thật sự với cả nhà nó chán dữ lắm, chán luôn. Đồng ý là lên mạng xã hội thiệt nhưng mà nó chán lắm, nó không có cái chuyện gì làm, đi ra đi vô. Và trong khi cái nhà của mình á mà mình không có dẹp dọn được, thì trong mười mấy ngày qua thì cái cảm giác mà nhà của mình chắc là nó dơ dữ lắm, là dơ luôn. Trời ơi, bởi vì nó cũng cảm thấy nó giống như nó bực bội với cả nhà. Thì thôi, hôm nay là cả nhà hãy cùng em đi khám, đi check nha, coi như thế nào. Và em sẽ cho cả nhà coi cái phòng của em nha. Đây là cái phòng của em nha cả nhà. Đó. Thì ở một bên là cái giường niệm và một bên là cái giường đất nha cả nhà. Thì cái giường đất này vào mùa hè rất là mát nha cả nhà, mình nằm nó mát lắm. Còn mùa đông thì mình mở lên cho nó sưởi cả nhà. Đó. Nói chung thì nằm giường này chán rồi thì qua giường bên kia. Còn cái chỗ này là cái bàn ăn và cái bàn làm việc của em nha cả nhà. Ở trên này thì tivi. Thì trong 14 ngày qua đó cả nhà, thì đồ ăn cho một bàn vậy đó, nhưng mà giờ thì ăn cũng hết rồi, và nước thì uống cũng sắp sửa hết rồi cả nhà ơi. Đó. Coi cái tivi nè. Thật ra cái tivi không có coi đâu cả nhà ơi, mà là coi cái máy tính dưới cái này nè. Đó. Trời ơi, nghe nói bạn làm việc cho nó sang vậy chứ làm việc gì đâu. Mạng xã hội không à. Bàn ăn, bàn làm việc.
và giường. Và có cái em này nè nè, suốt ngày mở hiểm hoài vậy đó. Nói chung mình mở cái này nè cả nhà, thì nhà mình nó sẽ không có bụi và nó không có mùi hôi nghe cả nhà. À, tội nghiệp em quá, làm việc 24/24 luôn. Thôi tắt chút đi. Rồi đây là ngoài hành lang nha cả nhà. Đó thì rác. Cả nhà thấy hết hòn chưa? Là 14 ngày qua thì không có ăn cơm nhà nha cả nhà, toàn là ăn cơm hộp không à. Con em đi mua hộp cơm gì cho em ăn không à. Rồi đây là ngoài hành lang nha cả nhà. Thì đây là sáng sớm nha cả nhà ơi. Nói chung á, thì hôm nay là mình đi check lại cả nhà, cho nên là em dậy rất là sớm để mà mình chuẩn bị mình đi á cả nhà. Đó, thì trước khi đi thì em sẽ quay cho cả nhà xem một cái clip luôn. Đây là sáng sớm á cả nhà, thì trời nó không có nắng lắm đâu, trưa xuống là trời rất là nắng nha cả nhà, nắng mà nó nóng dữ lắm, nóng luôn. Thì nhà em là ngay chỗ này, là ngay cái chỗ mà đèn xanh đèn đỏ cả nhà, là chiều mát mình ra ngoài này á, mình đứng á, mình ngắm rồi mình nhìn xe chạy qua chạy lại đỡ buồn cả nhà ơi. Chứ thật sự mà nó rất là buồn nha cả nhà. Tuy rằng là mình bị cách ly ở cái nhà của mình nhưng mà mình không có cái tinh thần mình để mình làm việc gì khác đâu cả nhà ơi, rất là buồn luôn. Xung quanh ba bên bốn phía toàn là núi không này cả nhà. Cả nhà thấy cái phòng kem không, rất là nhỏ nhắn, bình thường, đơn giản thôi. Thì nói chung thì hôm nay là ngày thứ 14 mình đi check lại rồi đó cả nhà. Cái cảm giác giống như mình gần được tự do, đâm ra nó cũng thấy vui vui. Thì mình làm một cái clip, với lại em nói thật sự với cả nhà, trong 14 ngày qua là khi mà mình cách ly thì mình cứ nghĩ là thôi mình trong thời gian mình cách ly đó mình rảnh quá, mình không có lo việc nhà cửa cơm nước, quá rảnh mà, thì thôi để mà mình quay clip đi, mình quay clip mình đọc chuyện cười. Nhưng mà thật sự em nói thật với sự với cả nhà nha, không có làm được cả nhà, không có làm được. Tại vì giống như là mình, cái cảm giác của mình không có được tự do đó, rồi suốt ngày nó cứ ở trong phòng này đâu có làm gì đâu cả nhà, cứ ngồi xong rồi nằm, ngồi xong rồi nằm, thì nó chán dữ lắm, chán luôn. Thật sự là em ra không có quay được cái clip nào. Không quay được cái clip nào. Nhưng mà cũng hên, những cái clip kem á, thật sự với cả nhà, thì em lúc nào em cũng quay làm để dự trữ hết trơn á, là gần có chục cái là. Thì bữa giờ up lên thì nó cũng gần hết rồi cả nhà, nó cũng gần hết rồi. Thì chắc bây giờ mình sẽ quay clip thôi đó. Cái kênh vlog cũng vậy, mà cái kênh mà chuyện cười su vlog cũng vậy. Nói chung thì giờ những cái clip mà dự trữ nó cũng sắp hết rồi cả nhà. Thì cũng may mắn là thôi, ngày hôm nay thì mình đi check lại coi như thế nào. Nếu mà ok thì người ta sẽ cho mình tự do, nếu không nữa người ta nhốt mình nữa. Người ta nhốt nữa chắc có lẽ là em sẽ bị trầm cảm luôn á cả nhà. Vậy thôi thì hôm nay cả nhà hãy cùng em đi check coi như thế nào nha cả nhà. Chúng ta hãy đi thôi nha cả nhà. Let's go. Dạ đây cả nhà ơi, khi mà cả nhà đến cái chỗ mà khám đó cả nhà, thì cái điều mà trước tiên á là mình phải ghi tên tuổi đồ đầy đủ nha cả nhà. Sau đó rồi mình sẽ bao cái bao tay vô nữa nha cả nhà ơi. Xong rồi mình đến đây mình nộp đơn cho người ta, thì ở đây người ta sẽ hỏi mình cái lý do tại sao mà đến khám á cả nhà. Sau đó người ta nhận cái đơn của mình xong rồi thì mình đi xuống cái cửa sau. Và cái cửa này là cả nhà, là đây là cái cửa tự động nha cả nhà. Khi người ta mở ra đó rồi mình mới đi vô. Và cái cửa này duy nhất chỉ vô được một người thôi nha cả nhà. Thì cái người này mà khám xong rồi đó thì đi ra, thì ở trong người ta sẽ khử trùng đầy đủ nha cả nhà ơi.
Thì sau đó mình đi khám xong rồi mình về nhà. Thì khi mà về nhà đó, cả nhà qua ngày hôm sau người ta sẽ nhắn tin báo cho mình biết là mình như thế nào nghe cả nhà. Thì ở bên Hàn Quốc này cả nhà, mình đi khám như vậy nè là hoàn toàn miễn phí nha cả nhà, không có tốn tiền nha cả nhà ơi. Nó và khi những người nào đó mà bị cách ly đó cả nhà, thì về nhà đó là chính phủ người ta cũng gửi đồ cho mình luôn nha cả nhà. Thì gửi cho mình cái thùng quà, trong đó gồm là cơm nè, và nước, rồi mì, và những đồ ăn mà người ta bỏ hộp đó cả nhà, giống như người ta làm sẵn á, rồi người ta bỏ vô bọc á, khi mà mình ăn á là mình chỉ mỗi việc mình hâm lên thôi nha cả nhà ơi. Nói chung rất là tiện. Thì nói chung á, bất cứ ai cũng vậy cả nhà ơi, ai mà cách ly á thì cũng đều nhận một thùng quà. Và em nghe nói á, hình như là nó cũng có tiền hỗ trợ từ chính phủ nữa đó cả nhà, mà em cũng chưa biết là hỗ trợ bao nhiêu. Thì để em đăng ký hết cái cách ly này rồi đó, thì em coi em đăng ký thì sẽ nhận được bao nhiêu tiền hỗ trợ từ chính phủ, thì lúc đó em sẽ cho cả nhà biết sao nha. Dạ thôi cả nhà ơi, thì hôm nay em cũng xin làm cái clip đến đây thôi nha cả nhà. Tại vì giống như là sau 14 ngày mình được cách ly rồi đó, và mình đi khám xong mình về nhà mình đợi nha cả nhà, mình đợi chứ mình chưa có được tự do đâu cả nhà ơi. Mình đợi khi nào mà mình có kết quả hẳn hoi rồi đó thì mình mới được tự do nghe cả nhà, chứ không phải đi khám xong rồi về cái là được thoải mái tự do là không có đâu cả nhà, cũng về cũng phải bị nhốt tiếp cả nhà. Thì nói chung thì trong 14 ngày bị cách ly đó cả nhà thì rất là buồn. Thì hôm nay thì giống như cái cảm giác của mình á đã giống như là được tự do đó, cái cảm giác giống như là được tự do đó cả nhà, cũng thoải mái rồi quay một cái clip sẵn đây để lại cũng là kỷ niệm luôn. Tại vì đây cũng là một cái kinh nghiệm, giống như là một cái kinh nghiệm đi. Thì trong lớp của em á, cái bạn học á, cùng chung lớp á, là bạn ấy bị nhiễm Covid nha cả nhà. Thì khi bạn ấy đã bị sốt, không phải bị sốt, đã bị cảm, cảm mấy ngày rồi, thì cứ nghỉ học ở nhà mấy ngày rồi. Sau đó rồi bạn ấy bớt nha cả nhà, bớt thì mới đi vô học lại. Thì cô giáo và bạn ấy đều nói là bạn không có phải là bị nhiễm Covid, đâm ra mọi người đừng có lo. Trời đất quỷ thần ơi, vừa nói bữa trước bữa sau hả, ở trung tâm điện thoại lại báo là bạn ấy bị nhiễm Covid cả nhà. Trời ơi, cuối cùng nguyên cái lớp em bị cách ly hết luôn. Cách ly hết luôn cả nhà ơi. Bởi vì em nói Covid này á, mình không có biết trước được cả nhà ơi. Nó mới đầu nó hành con tay bị sốt, xong rồi cảm nhẹ nhẹ thôi, tới hô hết bớt rồi bạn ấy cũng đi học lại cả nhà. Nó không đi học lại bữa trước bữa sau, cái đi khám cái là nó bị Covid, trời ơi hết hồn luôn cả nhà. Cho nên thôi cả nhà ơi, nói chung thì bây giờ tình hình nó cũng hơi căng thẳng đó, thì mọi người cũng cẩn thận nghe cả nhà ơi. Dạ thôi thì hôm nay em cũng xin làm cái clip đến đây thôi nghe cả nhà. Thì một lần nữa em cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã bỏ ra cái thời gian quý báu mà xem cái clip của em nha cả nhà. Thì em cũng xin kính chúc cả nhà nè, lúc nào cũng gặp nhiều điều may mắn nha, sức khỏe dồi dào, thân tâm thì luôn an lạc nha cả nhà. Và đặc biệt một cái nữa thì gia đình người người lúc nào cũng có cơm no áo ấm nha cả nhà. Dạ thôi em xin kính chào tạm biệt cả nhà, và em hẹn gặp cả nhà vào cái clip sau nữa nha. Dạ thôi em xin kính chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye.